Được rồi, chúng ta là số đồng phân mặt hở thuộc chất axit của C5H8O2. C5H8O2. Đây là S4 này. Hydro là S1, còn oxy chúng ta là S2. K bây giờ sẽ bằng 2S4 trừ S1 cộng 2, tất cả chia 2. Ra vào 2 nhân 5. Chúng ta trừ đi 8 cộng 2 tất cả chia 2 thì K ở đây bằng 2. Ở đây người ta cho chúng ta là chất axit rồi, chất axit rồi. Thì trong trường hợp này nó sẽ có nhóm chất COOH. Nhóm chất COOH là K bằng 1. Như vậy để thỏa mãn K bằng 2 thì trong này nó còn có một liên kết đôi CC nữa. Khi đó thỏa mãn K bằng 1 nữa. 1 cộng 1 thì đúng bằng 2. Được chưa em? Tới đây được chưa? Để thầy giảng tiếp. Rồi, nếu mà bạn không ý kiến gì nữa thì mình giảng tiếp này. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có đó là C mấy? C5H8O2 đúng không? Thì chúng ta bỏ nhóm chất COOH ra. Thì đây mình còn lại đây là C4H7. Đối với C4H7 thì trong cái C4H7 chúng ta có chứa một liên kết đôi CC, hiểu không em? Thì ở đây mình sẽ dùng quy tắc đếm đồng phân gốc không no. Đồng phân gốc không no đây. Gốc không no chúng ta có dạng là CnH2n trừ 1. Được chưa? Với n bằng 0. Đây n bằng 1 này, bằng 2 này, bằng 3, bằng 4 này. CH, C2H3, C3H5 và C4H7. Thì đối với hợp chất có chứa liên kết đôi CC thì chúng ta sẽ có hai loại đồng phân. Đó là đồng phân cấu tạo và đồng phân học. Đồng phân cấu tạo tuân thủ theo quy tắc là 0, 1, 3, 8. 0, 1, 3, 8. Đồng phân học là tuân thủ theo quy tắc 0, 0, 1, 3. 0, 0, 1, 3. Được cho em. Như vậy trong trường hợp C4H7 thì chúng ta sẽ có 3, xin lỗi, có 8 cấu tạo và 3 hình học. Như vậy đây, chúng ta sẽ gồm có 8 cấu tạo cộng 3 hình học. Được chưa? Khi đó chúng ta sẽ chọn ở đây tất cả là 11 đồng phân. Còn khi nào chúng ta sẽ chọn 8? Khi ở đây ví dụ người ta kêu là số đồng phân cấu tạo. Được chưa em? Thì khi đó đáp án C đây là đáp án đúng. Rồi, và bây giờ nhiệm vụ của thầy đó là hãy chứng minh cho bạn cái gốc C4H7 có 8 cấu tạo và 3 hình học. Được chưa? Và sau này chúng ta có quy tắc này thuộc luôn nha. Rồi, xử lý. C4H7. Đầu tiên chúng ta có C4H7 có mấy bộ khung nhỉ? Hai bộ khung đúng không? C4 là hai bộ khung. Bộ khung thứ nhất. Bộ khung thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ là hình thành theo các bước như sau. Bước đầu tiên em sẽ điền liên kết đôi CC vào. Sau đó em điền nhóm chất COOH vào. Sau đó em kiểm tra thử trong những cái thằng nhóm chất COOH mà điền vào thì có bao nhiêu thằng đạt được đồng phân hình học. Được chưa? Trong cái bộ khung thứ nhất này của chúng ta thì nó sẽ hình thành liên kết đôi vào hai vị trí, đó là vị trí 12 và vị trí 23. Còn đối với cái bộ khung dưới này, carbon này là điểm ở giữa để ba thằng đầu xứng qua. Do đó liên kết đôi chúng ta sẽ điền vào bất kỳ vị trí nào đó. Rồi, sau khi chúng ta điền xong rồi thì nhiệm vụ còn lại là điền nhóm chất COOH. Được chưa? Đối với đồng phân thứ nhất thì đối với bộ khung thứ nhất thì chúng ta sẽ điền vào 1 2 3 4. 4 đồng phân axit. 5 6. Hai này đối xứng. Hai này đối xứng, được chưa em? Tiếp tục. Hai này đối xứng. Rồi, đây nhiêu? 6 rồi đây 7, đây 8 và đây 9. Nếu các bạn làm như thế này là không đúng. Và ở đây chúng ta bị sai ở carbon ở giữa này này. Chúng ta để carbon giữa này có 1 gạch, 2 gạch rồi, đây 3 gạch, 4 gạch rồi. Nếu mà điền nhóm chất COOH vào nữa thì nó sẽ là thực hóa điện 5, được chưa em? Như vậy, nếu dựa vào quy tắc mà chúng ta đếm được đồng phân cấu tạo thì đây chúng ta đếm được tất cả là 7, được chưa em? Bao nhiêu nhỉ? 7 đúng không ta? À, xin lỗi, 8 chứ. Đầu tiên là 4, cái thứ hai là 2 và cái thứ ba là 2 nữa là nhiêu? 8 đúng không? Rồi. Bây giờ bạn nhìn này. Bằng cái thằng nó nhanh nha. 1 này, 2 này, 3, 4.
Nếu mà chúng ta điền nhóm chất COH vào cái vị trí số 1, số 2, số 3 thì sẽ không bao giờ có đồng phân hành học đâu. Bởi vì khi đó ở vị trí này nó là CH2, hiểu em? CH2 thì sẽ không bao giờ có đồng phân hành học cả, hiểu chưa? Như vậy, để có đồng phân hành học thì cái vị nó chỉ nằm nhóm chất COH chúng ta chỉ nằm ở số 4 thôi. Do đó đây, nếu bạn thông minh thì bạn chỉ xét 4 để có đồng phân hành học hay không. Đây. Chúng ta điền vào số 4 này. Điền cái đầu điền vào đây, đúng không ạ? Thì đây là CH này. CH, CH2, CH3, được chưa em? Cái đó mình để ý này. Đây là R1 này, đây là R2 này, đây là R3, đây là R4 này. 1 khác 2, 3 khác 4, như vậy thằng này có một hình học. Đó, được chưa nhờ? Rồi, tiếp tục là đồng phân số 5, đồng phân số 6. 56 chúng ta thì nó không phải là CH2 đồng mạch rồi. Cho đến ở đây chắc chắn có thể có đồng phân học. Cho đó chúng ta khảo sát 6, 5 và 6. Đầu tiên là 5 trước. Nhóm chất COH chúng ta điền vào đây, được chưa em? Khi đó mình điền hydro, đây là H2, H3, được chưa em? Khi đó là gì? Đây là R1 này, đây là R2 này, đây là R3 và đây là R4 này. 1 khác 2, 3 khác 4, như vậy có một hình học. Chúng ta khảo sát đồng phân số 6. Đồng phân số 6 em ơi. Rồi, chúng ta sẽ điền hydro vào. Điền hydro vào thì đây là H3, đây là H này. Đây là H2 này. Được chưa? Xin lỗi, đây H3. Khi đó đây là R1, đây là R2. Đây là R3, đây là R4, có luôn. Khác nhau hết một hình học. Rồi, chúng ta khảo sát hai đồng phân cuối cùng. Nếu mà dựa vào quy tắc này thì chúng ta đã ngừng chính xác rồi này. Đúng không ạ? Nó ba hình học thôi. Và chúng ta sẽ chứng minh là cái đồng phân số 7 và đồng phân số 8 chúng ta không có hình học. Được chưa em ơi? Rồi, bây giờ chúng ta khảo sát đồng phân số 7 và đồng phân số 8. Có hình học hay không nằm ở 7 và 8 thôi. Chúng ta khảo sát 7 trước. Đôi nằm đây. Nhóm chất COOH chúng ta điền ở đây. Cái đó chúng ta điền hydro. CH3, CH3, CH, R1, trùng R2, không hình học. Và chúng ta khảo sát đồng phân số 8 nữa là xong. 8 này em ơi. Tôi nằm đây, nhóm chất COH chúng ta điền ở đây. Chúng ta điền đầy đủ hydro vào. H2, H3, H2. Thì đây mình thấy này, R3 trong R4 rồi. Vì bỏ cái mặt phẳng này đi thì R3 trong R4. Giờ đến trong trường hợp này là không có hình học. Được chưa em? Không hình học. Như vậy trong trường hợp này mình nhìn thấy này. Ở đây mình sẽ có này. Đó là một hình học, hai hình học, ba hình học, được chưa? Rồi. Do đó đây chúng ta sẽ đã chứng minh được là C4H7 có 8 cấu tạo và 3 hình học, tổng ở đây là 11 đồng phân. Còn nếu người ta hỏi là số đồng phân cấu tạo thì chúng ta sẽ chọn ở đây là 8. Khi đó có đúng là câu C, thế thôi.